Trận đấu bắt đầu. Làng Tuộc lao vào làng Bối. Làng Bối phát bóng. Lâm rất hay, 1-0 cho đội làng Tuộc. Một đều cho đội làng Bố. Đập bóng qua lưới. Mấy anh này toàn là cơ độ đánh bóng chuyền á. Quá hay của anh Lâm. Hai đều cho đội Tô Lá. Lập à? Phạt bóng ra ngoài. 3-2. Ba đều. Đập bóng rất hay. Đập bóng thứ hai của anh Herod. Vua Herod. Vẫn còn thanh niên á. Nước ra rồi. Ra mình có bàn tay phải vào đây. 5-3. Hay, quá hay của anh Herod. 6-3. Điểm cho đội làng Bối. Rất hay anh Herod. 7-3 điểm làng Bối. Quá hay. Điểm cho đội làng Bối. 8-3. Phạt bóng qua lưới cho vua Herod. Điểm cho đội Tua Lá. 4-8. Phạt bóng ra ngoài. Điểm cho đội làng Bối. 9-4. Quá hay. Để điểm cho đội Tuộc Lá. 5-9. Để chơi đi. Ngoài trong hè. Ngoài à? Ngoài thì lại điểm lại vội hả? 10 năm. Điểm cách xa nhau 5 điểm. Ba hai cho điểm Long Bối. 1-5. Đó là anh Juno. Quá hay anh lập đập bóng hay. 6-1. Chuyền hai quá đẹp cho anh làng Bối. Lực rồi, cái cơ vật. 7-1. Mở ra.
Điểm cho đội lòng bối 12-7. Chú biết được lắm hả? Ăn trong lại vậy hả? Ba hai 13-8, điểm cho đội làm mới. Anh Nâm, nghe gì á? Ngoài trong hè. Ngoài. Điểm cho đội làm mới 14-8. Đập bóng qua lưới. 15-8. Anh Chiết. Vòng 1 luôn hả? 16-8. Điểm gấp đôi. Cái sai không? Lý Liên Kiệt á. Đập bóng qua lưới. 9-16. Đập bóng cho thay. Điểm cho đội Long Bối 17-9. Anh Bình rất hay. Đàn ném bóng ra ngoài. 18-9. Thành bóng với thầy. 19-9 đều. Đập bóng qua lưới. 20-19. Bóng ra ngoài. 21-19. 21-9 không? Lấy giá đôi hay chạy? Thôi giá đôi vợ. Bar. Mình điểm bar. Em sẽ ban lo hồi bước kia.